chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Có ít nhất 3 nhân viên thường xuyên dùng trò quyệt tiền thối cho khách đổ xăng. Lúc 18 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2016, nhân viên cửa hàng xăng dầu số 1 tên Phước bơm xăng cho một nữ khách hàng. Khi nữ khách hàng đưa 500.000 đồng, Phước cầm xấp tiền bắt đầu thao tác đếm tiền thối lại. Để tạo sự tin tưởng, Phước đếm tiền rất chậm, lần lượt từng tờ tiền trước mặt khách. Nhưng chỉ trong tích tắc, trước khi đưa tiền cho khách, Phước đã nhanh tay rút lại tờ 100.000 đồng. Tưởng chừng như đút túi được 100.000 đồng, Phước đi vào trụ xăng tiếp tục bấm số đổ cho người khác. Tuy nhiên lần này Phước giở trò không thành, bởi nữ khách hàng khi đổ xăng xong đã lùi xe ra đếm lại tiền. Phát hiện thiếu tiền, nữ khách hàng phân trần với Phước. Lúc nãy em nhìn rõ đang phải đếm 450 mà sao muốn 350. Anh đưa tiền em cầm chứ tự nhiên sao anh cầm vậy? Phải không? Sao không phải, anh nhìn đi đúng 350 thôi. Còn phí em nằm đây, phí em có đúng một tờ kiểm tra với em luôn. Tại sao anh cứ thối tiền thiếu hoài như vậy? Sáng 26 tháng 12 năm 2016, Long, nhân viên cửa hàng xăng dầu số 1 cũng giở trò và thối thiếu 100.000 đồng cho một khách đổ xăng. Khi khách phát hiện, Long không xin lỗi mà còn lật lọng rằng anh ta đã đưa mà khách không lấy. Trước đó qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi liên tục ghi nhận nhân viên cây xăng này thường xuyên giở trò rút tiền của khách. Do nhân viên cây xăng nhanh tay rút tiền ở phía dưới xấp tiền nên khách hàng khó phát hiện, trừ khi cẩn thận đếm lại. Ủa em đưa anh 500 mà. Ủa sao mà mấy lần rồi anh cứ thối như vậy với anh nha? Em mới thông báo đây là mấy lần rồi em thấy là anh cứ thối cái chuyện thiếu như vậy đó chứ phải là... Thời điểm mà nhóm nhân viên này giở trò thối tiền thiếu nhiều nhất là vào khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ sáng và từ 17 giờ đến 20 giờ. Thời gian này người dân đi làm hoặc vội vã đổ xăng để về nhà nên ít kiểm tra lại tiền thối. Khi khách phát hiện thiếu tiền, các nhân viên gian lận đều dùng chung một chiêu là đổ lỗi khách rớt tiền nhằm che giấu hành vi của mình. Sáng 22 tháng 12 năm 2016, chị Hương ở quận Bình Thạnh chạy xe máy vào cửa hàng xăng dầu số 1 đổ 50.000 đồng tiền xăng. Chị Hương đưa tờ tiền 500.000 đồng. Một nhân viên cửa hàng liên tục đảo các tờ tiền trong tay và cố tình cho khách nhìn vào số tiền thối đã đếm đủ. Lúc trả tiền thối, nhân viên này đã đưa thiếu một tờ 100.000 đồng. Rời khỏi cây xăng vài phút, chị Hương trở lại cây xăng đòi tiền thiếu. Ấy vậy, nhân viên đổ xăng bước ra, nhanh tay thả một tờ tiền xuống đất và nói khách tự làm rớt tiền. Ngoài cửa hàng xăng dầu số 1, nhân viên ở trạm xăng dầu 27 tháng 7, số 624 đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức cũng dùng chiêu tương tự để quyệt tiền khách hàng. Sáng 27 tháng 12 năm 2016, một khách nữ vào trạm xăng dầu 27 tháng 7 đổ 50.000 đồng tiền xăng. Lúc này ông Thanh, nhân viên cây xăng, nhận 500.000 đồng và đếm tiền thối lại cho khách lần lượt 4 tờ mệnh giá 100.000 đồng. Tuy nhiên khi ông Thanh lấy thêm một tờ 50.000 đồng thì đồng thời ông ta cũng rút một tờ 100.000 đồng ở phía dưới xấp tiền thối lại. Khách hàng thắc mắc, ông Thanh đưa lại cho khách 100.000 đồng rồi lẳng lặng đi vào trong. Trong vòng vài giờ tiếp theo, ông Thanh còn lần lượt giở trò thối thiếu tiền cho khoảng 5 khách đổ xăng khác và hầu hết nạn nhân đều lật tẩy thủ đoạn của ông ta. Bình thường xe vẫn còn xăng mà bơm 30.000 nữa vào thì nó sẽ còn đời. Tôi không biết là còn bao nhiêu ít, tôi chỉ biết là tôi bơm thừa bao nhiêu, tôi hút ra bấy nhiêu thì tôi. Anh làm anh rất là buồn cười nhá. Buồn cười. Bây giờ tôi không biết lượng xăng của tôi như thế nào, anh bơm như thế. Tôi bơm bây giờ bơm thừa bao nhiêu tôi hút ra bấy nhiêu. Anh bảo là 50 thì tôi biết là được 50 à, tôi còn chưa được gì mà. Thì tôi cảnh nghe tôi người nào gọi bảo chỉ nhìn số bảo mình ngồi đứng trước cửa cửa cây xăng nhưng phải quát nữa. Nhưng tôi chưa được nhìn số 50. Tôi là lấy việc của cô, còn cô còn tôi bây giờ anh bảo tôi người là anh hút ra như thế nào. Bây giờ tôi hút ra tôi thừa bao nhiêu xăng của tôi trong tôi hút ra bấy nhiêu thôi. Tôi chưa được nhìn số 50 nhá. Đây là việc của cô, tôi không quan tâm. Anh làm anh buồn cười.
chơi nhở? Hỏi thường kiểm kê thôi nhá. Đây việc của cô phải chấp nhận nhìn số chẳng nhá. Người nào bôi phải chỉ nhìn số. Nhưng tôi đã nói là tôi mua 30 cơ mà đúng không? Tôi cô nói mua 30 cho tôi nghe nhầm, tôi bấm 50.000 cái này. Đấy là lỗi của ai? Lỗi của tôi, nhưng mà tôi bây giờ từ giờ thì tôi phải lỗi của anh thôi. Anh nói với tôi như thế à? Tôi nói như nào? Tôi phải nói như nào? Bây giờ nhá, tôi chỉ nói này. Nhau nhiều quá đấy. Nó không đáng là bao nhiêu? Không đáng thì bây giờ thừa, bây giờ bơm quá rồi thì tôi đã nhờ là lấy hộ. Bây giờ không đồng ý thì tôi phải hút ra. Tôi đã nói rất lịch sự. Hút ra nhưng mà tôi nói này, nhưng tôi chưa được nhìn số. Đấy là việc của cô nói nhiều dài dòng nhỉ? Không nói nhiều. Anh làm cái kiểu gì như thế? Đấy là việc của cô. Đấy là việc của tôi à? Anh mua bán như thế à? Tôi mua bán thế đây. Còn 9.000 mấy mà. Ai bơm 9.000? Dạ. Còn 9.000 mấy ở trong kia. Ai người ta bơm 9.000 ở đây? Em nhìn em hỏi em mua xăng mà đây có ai mua 9.000 mấy không? Tối thiểu là mình mua được 10. 9.000 mấy lúc ấy trên mình. Nhưng mà anh có cam kết là lúc đấy là nhảy con số 0 không? Anh khẳng định là không phải không? Anh có khẳng định là nhảy được con số 0 không? À, anh bơm chuẩn này. Chuẩn. Đây là những hình ảnh tại cây xăng thuộc công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây, có địa chỉ tại 143 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Ngoài việc bán xăng cho khách hàng, các nhân viên ở đây còn thực hiện một công việc khác là bơm xăng vào những cái chai như thế này. Điều đáng nói ở đây là sau khi bơm xăng vào chai, số tiền hiển thị trên đồng hồ sẽ được giữ nguyên để bơm nối số cho khách hàng. Hai người này được bơm nối từ gần 9.500 đồng, nhưng sau đó họ vẫn phải trả số tiền hiển thị trên đồng hồ là 50.000 đồng. Tiếp đó, hai nhân viên này lại tiếp tục bơm xăng vào chai và bơm nối số cho người thanh niên này từ gần 10.000 đồng. Người thanh niên này đã không hề biết và trả 50.000 đồng. Còn đây, tiếp tục là một hành động khó hiểu của hai nhân viên này. Ngay cả khi tại đây xuất hiện thêm hai nhân viên nữa, công việc ăn bớt xăng của họ vẫn chưa dừng lại. Ca sau sẽ nối tiếp hành vi gian lận của ca trước. Cứ như thế, chỉ trong vòng 1 giờ ghi hình, chúng tôi đã ghi được ít nhất 8 lần 4 nhân viên này thực hiện hành vi ăn bớt xăng. Tiếp tục theo dõi vào ngày tiếp theo, chúng tôi phát hiện thêm 2 nhân viên khác cũng có hành vi tương tự, vẫn bơm xăng vào chai đến gần 10.000 đồng, sau đó bơm nối số cho khách hàng này đến 100.000 đồng. Thậm chí, cả một nữ công an cũng bị họ ăn bớt xăng. Theo phản ánh của độc giả, hành vi gian lận tại đây đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Và điều khiến nhiều người thắc mắc là số xăng ăn bớt kia sẽ được mang đi đâu. Sau nhiều ngày điều tra, nhóm phóng viên Dân Trí tiếp tục phát hiện thủ đoạn lừa đảo móc túi khách hàng tại cây xăng số 199 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trên biển hiệu cửa hàng này ghi rõ thuộc Thalesin Petro. Tại cây xăng này thường có hai nhân viên bán xăng. Ở video thứ nhất, xin các bạn chú ý vào người thanh niên mặc áo xanh trắng. Lúc này, trên cục bơm xăng hiển thị con số 70.110 đồng. Không hề xóa số trên cột bơm xăng, nhân viên bán xăng bơm nối số xăng thẳng xe của người thanh niên này. Lợi dụng sự lơ là chủ quan của người thanh niên mặc áo xanh trắng, nhân viên bán xăng chỉ bơm xăng tới con số 115.160 đồng. Trong khi đó, người thanh niên này trả 50.000 đồng tiền mua xăng. Như vậy, nhân viên bán xăng này đã nhanh chóng ăn cắp được 5.000 đồng tiền xăng của người thanh niên. Để tránh bị phát hiện,
Ngay sau đó, nhân viên bán xăng này đã nhanh chóng xóa số trên cột bơm xăng về không. Ở video thứ hai, cũng với thủ đoạn tương tự, xin các bạn chú ý vào người phụ nữ mặc áo xanh, đội mũ bảo hiểm màu hồng. Sau khi bơm xăng cho người đàn ông mặc áo xanh xong, đồng hồ cột bơm xăng lúc này hiển thị con số 100.250 đồng. Nhân viên bán xăng tiếp tục bơm nối số sang xe của người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu hồng. Người phụ nữ này nhanh chóng trả 30.000 đồng tiền mua xăng. Tuy nhiên, sau khi đã bơm xăng cho người phụ nữ xong, nhưng trên đồng hồ cột bơm chỉ hiển thị con số 125.120 đồng. Như vậy, người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu hồng mua 30.000 đồng tiền xăng, nhưng thực tế đã bị ăn cắp hơn 5.000 đồng mà không hề hay biết. Các bạn chú ý vào người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu cam, trên đồng hồ cột bơm xăng lúc này hiển thị con số 299.990 đồng. Người phụ nữ này nhanh chóng trả 50.000 đồng tiền mua xăng. Tuy nhiên, nhân viên bán xăng này chỉ bơm xăng đến con số 345.370 đồng thì dừng lại. Lợi dụng lúc người phụ nữ không chú ý, nhân viên bán xăng này nhanh chóng đưa đồng hồ bơm xăng về không. Người phụ nữ nhanh chóng rời đi mà không hề biết rằng mình vừa bị ăn cắp mất gần 5.000 đồng tiền mua xăng trắng trợn. Cũng với chiêu trò cũ, ở video tiếp theo, các bạn chú ý vào người phụ nữ đi xe máy biển số 19N18964. Lúc này, đồng hồ cột bơm xăng hiển thị con số 30.120 đồng. Nhân viên bán xăng này cũng tiếp tục không đưa đồng hồ cột bơm xăng về không và bơm nối số thẳng sang xe của người phụ nữ. Đồng hồ trên cột bơm xăng nhanh chóng chạy đến con số 75.170 đồng thì dừng lại. Tuy nhiên, người phụ nữ này trả 50.000 đồng tiền mua xăng. Như vậy, người phụ nữ này cũng mất 5.000 đồng tiền mua xăng mà không hề hay biết. Ngay sau đó, nhân viên bán xăng rất thản nhiên đưa đồng hồ cột bơm xăng về không sau khi đã thực hiện hành vi ăn cắp chót lọt. Ở video này, sau khi bơm xăng cho người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu đen, đồng hồ cột bơm xăng dừng lại ở con số 115.120 đồng. Nhân viên bán xăng tiếp tục bơm nối số sang xe của người thanh niên đội mũ bảo hiểm màu trắng. Người thanh niên này nhanh chóng đưa 100.000 đồng và được trả lại 50.000 đồng. Lúc này trên đồng hồ cột bơm xăng hiển thị con số là 160.760 đồng. Như vậy, người thanh niên lại tiếp tục bị ăn cắp mất 5.000 đồng tiền mua xăng. Ở video kế tiếp, lúc này, đồng hồ cột bơm xăng hiển thị con số 295.370 đồng. Không đưa đồng hồ cột bơm xăng về không, nhân viên này bơm nối số sang xe máy của người phụ nữ, đội mũ bảo hiểm màu cam rất nhanh. Đồng hồ cột bơm nhanh chóng chạy về con số 340.500 đồng thì dừng lại. Nhân viên này nhanh chóng đưa đồng hồ cột bơm xăng về không, mới bơm tiếp xăng cho xe kế tiếp, đồng thời vẫn chưa vội thu tiền của người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu cam. Sau khi bơm xong cho khách hàng kế tiếp, lúc này nam nhân viên bán xăng mới thu tiền mua xăng của người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu cam là 50.000 đồng mà không hề trả lại. Như vậy, người phụ nữ này cũng bị ăn cắp mất gần 5.000 đồng một cách trắng trợn. Theo quan sát của phóng viên Dân Trí, trong nhiều ngày liên tục, thủ đoạn chủ yếu được áp dụng để ăn cắp tiền của khách mua xăng tại cây xăng số 199 Minh Khai của Thalesim Petro, đó là bơm nối số nhiều xe, đưa đồng hồ cột bơm xăng chạy đến những con số lớn và rất lẻ. Khách khó kiểm soát nhanh được. Do lơ là mất tập trung, rất nhiều khách hàng mua xăng tại cây xăng 199 Minh Khai của Thalesim Petro đã bị móc túi mà không hề hay biết. Trước đó, báo Dân Trí đã từng đăng tải hai phóng sự vạch trần hành vi gian lận tại một số cây xăng trong nội thành Hà Nội là cây xăng số 342 đường Phạm Văn Đồng và cây xăng trên đường Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Trì, Hà Nội. Từ rất lâu nay, dư luận đã lên tiếng lo ngại về sự tồn tại dai dẳng của rất nhiều cây xăng có biểu hiện gian lận nghiêm trọng. Tuy nhiên, có lẽ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng chỉ như việc bắt cóc bỏ đĩa. Dập được nơi này thì nơi khác lại tái diễn, thiệt hại dồn cả vào người tiêu dùng. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!
Thank you.